Em lại chào bác nha. Hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2023. Hôm nay lại lên giàn của chú Lâm ngắm cây, ngắm những chiếc mầm gốc ở tầm khoảng 30-40 cm đến nơi rồi. Tất cả đều là rất là đẹp này. Phê lắm. Tận Phú Thọ thôi thì những cái cây này nó vừa hoa vừa kỳ rất là nhiều. Cây thì không thực hiện quá trình là cắt nước, tại vì là cái cây Phú Thọ nó dễ ra hoa mà. Những cái này nó ra kỳ rồi nhưng mà nó gặp nắng này, nắng nhiều này, thì cái đầu này nó sẽ ra hoa này mọi người này. Thì mời mọi người cùng tham quan những cái dàn cây rất là phê ở đây, vừa hoa vừa kỳ. Cái này thì chú không thực hiện là kích, không thực hiện là kích nhá, nên là hoa của nó nói chung là nó không có được nhiều hoa và cũng rất là nhiều kỳ. Bông Phú Thọ lở tự nhiên thì nó to như này này mọi người này, và ăn cái chế độ mà chăm phân hữu cơ ấy thì nó rất là to và cánh rất dày như này, mặt đậm rất là phê. Thế mọi người nhé, hôm nào em có quay một cái bông cà đỏ nhiều cụ vào trông như Phú Thọ mà chuẩn thật, trông như Phú Thọ thật, tại vì cây cà đỏ đấy nó yếu nên nó lở không được đẹp. Nhưng mà mọi người nhìn cái bông hoa này, mắt nó đậm như này khác gì cờ đỏ đâu. Toàn bộ giàn lan ở đây thì rất là nhiều cây. Ở đây là chú Lâm này đang thực hiện quá trình là chăm sóc ở cây giàn này đấy. Mà bác nào mà thích sưu tầm cây ở đây ấy, thì một lát nữa em sẽ gắn cái số điện thoại để mọi người mua. Nhưng mà mua số lượng là phải tầm chục chậu trở lên thì chú mới xuất bán để cho mọi người về chăm. Cây thì mọi người để ý ở đây này, tại vì mà một vài chậu thì nó không bỏ không đóng hàng, và ai có thể nhận được xe thì đóng hàng gửi xe thì nó dễ hơn đấy. Mọi người nhìn mầm gốc thì phải nói là cực kỳ đẳng cấp, nó lên nó đã rất là to rồi, vừa lên đã rất là phê. Chậu làn này toàn đấy là bốn mầm gốc rất là đẹp luôn. Chậu phê lắm, lá lụi nhe. Cái này mà thực hiện quá trình cắt nước ấy thì cái giàn này bây giờ nhiều hoa lắm, nhiều lụi lắm, nhưng mà chú ý không cắt nước. Kia là cụ thu bùi kìa. Trời. Đây, những cái ngọn như này này mọi người này, đây là nó lỗi lá lặng quá này. Đấy, cái này thì mọi người sẽ phải dùng một con dao tem để tách cái này ra thì nó mới nền. Đấy, nó thành một cái kén ở đây rồi. Đấy, mình phải tách cái lá này ra này. Các bác sẽ gặp trường hợp như này nhá. Mình lấy con dao tem mình rạch nó xuống đến tận cái cổ lá dưới này thì nó sẽ thoát và nó lên. Đây, giống như trường hợp ở đây này. Nó lực quá mà mọi người. Thì nó thành cái kén ở đây. Đây mọi người nhìn cái mầm lực phế chưa. Ngoài các bác nên đi ngắm ngầm gốc cũng sướng, không cần phải là thế nọ thế kia. Ây dồi ôi, những cái chậu này về thì sang năm sẽ là những cái chậu mà siêu to khổng lồ để ngắm hoa, không còn gì là phải nói là đẹp hơn nữa. Còn bên này là chú đã cắt để ki đây. Loạt bên này cắt ki đây. Đấy, mọi người cắt ki và những cái chậu lên cũng rất là lực, cực kỳ lực lưỡng luôn. Hôm trước ôi cái này bị thối ngọn rồi chú. Đây, thối ngọn rồi. Cái này đi xử lý dễ này. Nó mới chớm này. Cái này mình chỉ cắt ngọn ấy, lấy giấy mình lau đi trong nhỏ tí cồn và là khỏi. Cắt nước xong rồi cắt nước cắt cái lá này đi thôi. Đây, cái này thối mang ra cắt nước cái này khỏi luôn. Cái đấy thì xử lý nó rất là dễ. Dàn cây thì mọi người nhìn những cái quả mầm gốc khoái chưa, vì ân gu tỏi ra. Úi giời, thì may là may có cái dàn tưới tự động này, chứ không là mà tưới tay mà đi luồn luôn vào đây nó cũng chết đấy.
Nhưng mà như này thì lại treo được nhiều cây. Đấy, như kiểu mà ở bên nhà cháu ấy thì này treo được ít cây. Cái này thì treo được nhiều cây này. Rất là phì. Đại châu. Đây mọi người nhìn những cái bộ mầm gốc này. Lấy mà nó có tí nước tưới tưới ở đây. Đây bị chậu nữa này chú Lâm này. Chậu lại bị này. Chậu này bị này. Chậu này thì thối hẳn ngọn rồi. Cái chậu này chú cắt đi. Đấy chậu HO này này. Cái này thối hẳn ngọn rồi. Đấy mọi người để ý là chăm sóc cái cây lan này. Em có điện thoại một chút. Alo. Gửi rồi cô. À, gửi chưa nhỉ? Để tí về nhà kiểm tra lại xem. Tại mấy hôm nay nó bận chắc nó quên bố rồi. Để tí về nhà. Rồi ok cô. Rồi. Em có điện thoại một chút mọi người nhá. Đây mọi người, em sẽ quay sát xuống phần bên dưới để cho mọi người ngắm những cái mầm gốc. Đấy đầu mùa nó mới lên, nó sắp bằng những cây mẹ này rồi. Đấy thế mà có những cái ông ai làm YouTube, ông ấy bảo là chăm nọ chăm kia, khắc nghiệt nọ khắc nghiệt kia mà không bằng một góc những cái người chơi đam mê, người ta chăm như này thì ông làm YouTube ông chém cái gì cũng được chứ. Em quay sát xuống dưới này. Nó mật độ cây rất là đông. Nên là quay hơi khó. Kỳ trên thân này. Kỳ trên thân này. Hai mấy sen này. Gì? Những cái kỳ này xuống chậu làm một băng này thôi. Ghép vào lỗ gỗ lũa. Tầm này ghép gỗ lũa thôi. Chấm hết. Bên này nữa. Bên này thì hơi đói nắng nên là có vẻ ít hoa. À, mọi người nhìn này. Ui giời. Kỳ kiếc các thứ. Nói nó nhìn không cần biết là nó như thế nào, cứ nhìn như này là thích. Em thì nói thật các bác là cứ đi mà nhìn như thế này là nó mát mắt lắm. Nó sướng. Đây, bây giờ quay tầm thấp để các bác nhìn ngắm những cái bộ mầm gốc này. Ui giời. Ui giời ơi. Đây là năm thứ 3. Đây là năm thứ 3. Năm thứ nhất này. Năm thứ nhất là những cái kỳ rất là nhỏ như này. Đây là năm thứ 2 này. Những thân mẹ này là năm thứ 2 này, kỳ đây. Đấy. Còn cái mầm gốc này là năm thứ 3 này. Đấy, là vừa đẹp về cho các bác đập chậu, lồng vào chậu mới làm một những cái chậu siêu to khổng lồ. Bọn Phú Thọ lá lỗi này thì nó được cái bông hoa nó mũi nó không tím như cái dòng mà lá nó không lỗi. Nhưng mà thực ra đấy là cái quan điểm của nhiều người ngày xưa chơi lan bảo vậy thôi. Chứ còn bản thân cây Phú Thọ ấy thì cây nào lá cũng lỗi. Năm thứ nhất lá không lỗi, năm thứ hai lá không lỗi, nhưng mà năm thứ ba kiểu gì lá nó cũng lỗi. Đấy là cái mà em dám khẳng định với mọi người là như vậy. Tại vì em chăm cây và đi cũng khá là nhiều rồi nên là em cũng va chạm được rất là nhiều. Và các bác cũng có thể là quan sát luôn ở đây này. Đây năm thứ 2 này. Đấy, lá nó có lỗi đâu. Đấy sang năm thứ 3 này, lá lỗi nhẹ nó nhẹt. Khi mà cây nó đủ lực hoặc cây nó lực quá là lá nó sẽ lỗi. Bất cứ một cây hoa phong lan nào nó cũng vậy thôi. Cây hoa phong lan là hoa phi điệp nhá, không nên lại các bác lại bắt lỗi em như vậy. Kể cả là bạch tuyết, cờ đỏ rồi là bảo duy ABC tất cả lá lỗi là do nó lực quá nó sẽ lỗi. Những cái cây cờ đỏ duy ABC kia nhá. Kiểu gì rồi mọi người chăm rồi sẽ gặp lá lỗi. Đấy nhiều cụ gửi hình ảnh cho em bảo ơi sao cái cây của bạch tuyết của anh nó lại ra lá lỗi, có phải bạch tuyết không em? Phải bác, tại vì
nó lực quá lỗi. Đấy, mọi người nhìn những bộ một gốc này, hàng như này, sau đưa lên này, đưa lên như này phát rồi vắt xem này thành những cái cành cọc, nó phê lắm. Đấy. Phê chứ. Thôi bây giờ chú vẫn tưới bình thường gì, bây giờ còn cắt gì nữa? Tầm này không cắt nước nữa. Tưới bình thường cho hoa nó đẹp. Cứ tưới bình thường ấy, còn đâu là nếu như mà mình ví dụ cho những cái trường hợp như này mình muốn hoa sai thì bây giờ mình can thiệp thêm một tí thuốc nữa. Tức là mình phải kích thêm tí thuốc thì hoa nó sẽ ra đều hơn. Đây là căn bản là chú không cắt nước nên là mọi người nhìn những cái thân này. Còn ki thì ki. Đây ki này. Ki này mà cái thời gian mà giá cao là cứ triệu sen, cái này 7-8 triệu một cái ki này. Chết dở, đếm tiền mỏi tay. Đấy là thời ngày xưa thôi, bây giờ là mọi người cứ mua một cái chậu này có vài trăm nghìn là chơi được sướng đời luôn. Đấy, cụ làm có ban công là một hàng về treo ban công ở đây này, chống hết cho vào chậu gỗ hoặc là cho vào cái chậu gì nó to to một chút để cho nó lấy nhiều thức ăn thì là thôi chấm hết luôn. Cây thì nó ăn nắng nó rất là khỏe, nó đanh cây lắm. Vậy rồi tí em sẽ ghim cái số điện thoại của chú ấy ở trên cái màn hình này. Bác nào mà muốn sưu tầm cây gửi xe nhá, và số lượng là tầm chục chậu thì là chú sẽ chia sẻ cho nó về để treo. Những cái chậu này các bác nhìn này, nó tất tần tật như nhau, cây nó khỏe, nó lực lắm, nó đanh cây lắm, toàn như thế này thôi, rất là phê.